trái tim 20-30 khát khao cống hiến và cho đi. Ngay những năm đầu thành lập, bên cạnh những hoạt động kinh doanh sơ khởi, thì công tác thiện nguyện, chăm lo cho cộng đồng đã được ban chấp hành tổ chức triển khai bằng hình thức các chuyến caravan định kỳ hàng năm. Caravan thiện nguyện tổ chức vào dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 với chương trình trao quà đồng hành đến trường, trao tặng các phần quà cho các em tiểu học và xe đạp cho các em học sinh trung học cơ sở để con đường đến trường được ngắn hơn, vơi đi một phần khó khăn. Caravan thư viện tổ chức vào dịp đầu năm học tháng 8 hàng năm, chương trình trao thư viện 20-30 chắp cánh bay xa với khát vọng mang nguồn tri thức đến cho các em học sinh vùng khó khăn, giúp các em thêm khát vọng chắp cánh ước mơ bay xa trên con đường học vấn. 17 năm qua, Caravan 20-30 đã thực hiện được 28 chương trình. Những chuyến xe 20-30 đã in dấu khắp cung đường, trải dài khắp lãnh thổ Việt Nam và cả các nước bạn láng giềng. Sự cho đi luôn đong đầy trong mỗi trái tim của thành viên câu lạc bộ 20-30, bạn hữu và những đơn vị tài trợ. 17 năm, 28 lần tổ chức, những con số mà Caravan 20-30 đã mang đến cho cộng đồng. Hơn 21.000 phần quà và hơn 4.500 xe đạp, 15 thư viện chuẩn quốc gia, các công trình phụ trợ, hàng trăm nghìn đầu sách, chương trình đã tiếp cận và hỗ trợ cho trăm nghìn trẻ em, tổng giá trị cho đi hơn 37 tỷ đồng.